Luyện tư duy với Vivi. Trước khi xem hướng dẫn, bạn đừng quên hãy dành 10 đến 15 phút để làm bài tập này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích bài này. Dễ nhận thấy rằng là ở vế trái của phương trình nó dưới dạng là bình phương, phải không? Cụ thể là bình phương một hiệu. Vì vậy mà phía vế phải chúng ta cũng cần phải cố gắng biến đổi nó dưới dạng bình phương. Và trong 7 hàng đẳng thức thì có 2 hàng đẳng thức bình phương một tổng và bình phương một hiệu. Vì vậy mà chúng ta sẽ đi phân tích cái vế phải này và thấy đây nó có 2 hạng tử, tức là thiếu một hạng tử. Nên chúng ta sẽ cần thêm vào vế phải, đấy, từ đó thêm vào vế trái. Và chúng ta cũng dễ nhận thấy 8x chính là, đúng rồi, là 2ab. Và chúng ta tách ra 2, còn lại là 4x. Mà ở đây có 1, chúng ta đoán đây chính là b bình, tức là b của 1. Nên ở đây chúng ta sẽ nhân với 1. Tức là a chính là 4x. Nghĩa là chúng ta sẽ cần phải cộng vào hai vế a bình, tức là 4x tất cả bình, nghĩa là 16 bình. Vì vậy mà lúc đó ở phía bên trái chúng ta cũng cộng 16x bình. Như vậy sẽ làm mất đi cái dạng bình phương ở vế trái. Tuy nhiên thì khi mà khai triển bình phương một hiệu này ra thì xuất hiện trừ 8x bình. Mà ở các giai đoạn trước, ở bước trước thì chúng ta đang cộng 16x bình. Vì vậy mà sẽ còn cộng 8x bình. Vì vậy mà lúc này vế trái sẽ thành bình phương của một tổng, tức là x bình cộng 4 tất cả bình. Nào, cụ thể như nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Chúng ta sẽ cộng 16x bình vào hai vế. Ta có x bình trừ 4 tất cả bình cộng 16x bình bằng 16x bình cộng 8x cộng 1. Ở đây chúng ta khai triển và thầy sẽ làm tắt nhé, bởi vì nó rất là đơn giản. Và sẽ là bình phương một tổng của x bình cộng 4 tất cả bình. Và bên này là 4x cộng 1 tất cả bình. Nào, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ khéo léo chuyển vế và áp dụng bình phương một hiệu. Vậy là chúng ta có x bình cộng 4 cộng 4x cộng 1 thành x bình cộng 4x cộng 5. X bình cộng 4 trừ 4x trừ 1. Vậy là chúng ta có x bình trừ 4x cộng 3. Và chúng ta thấy ở cái phần tử thứ nhất là x bình cộng 4x cộng 5 thì thấy rằng là giá trị nhỏ nhất của nó luôn luôn bằng 1. Đấy, đây chúng ta tách thành 4 cộng 1. Vì vậy mà cái phần tử này sẽ là vô nghiệm. Vì vậy chúng ta sẽ đi tìm nghiệm của x bình trừ 4, x cộng 3. Và bên cạnh đó chúng ta nhẩm ngay ra được ở đây có x bằng 1. Nên chúng ta dễ dàng tách được cái đa thức này thành nhân tử x trừ 1 nhân x trừ 3. Vậy là ở đây chúng ta thấy vô nghiệm. Nên ở đây chúng ta sẽ có x bằng 1 hoặc là x bằng 3. Vậy phương trình có hai nghiệm. Đơn giản chưa nào?